Yo tengo que parar una mañana. No. Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Mình đang có mặt ở tại nhà cụ Thăng đội 1 xã Thượng Mỗ để chuẩn bị một cái lễ rước ngày lễ thánh tại đình Trung xã Thượng Mỗ. Và đây ông Thăng là chủ của cỗ hôm nay, năm nay 2021. Các bạn theo chân mình và các cụ đã chuẩn bị cái gì nhá. Đây là khâu chuẩn bị đi ra ngoài đình. Cho ra ngoài đây mới đủ. Đây là khung cảnh của nhà cụ Thăng ở thôn 1 xã buổi sáng hôm nay là ngày 15 tháng 2 âm lịch, thì đoàn tế lễ của xã đang chuẩn bị cỗ để tế đưa lên đình Trung. Nào, lên lên nhá, lên vai lên, lên vai nào. Lên. Dạ. Từ từ đi, theo anh trước anh bảo ok thì. Đoàn tế đang đi ra khỏi gia đình của nhà cụ Thăng thôn 1 Phương Mỗ để rước kiệu lên đình Trung của làng để tế thành hoàng làng. Còn mấy cụ thôi. Quay cổng xếp cú đây. Xe máy tránh vào chỗ này đi. Thank you.
Rồi. Now, on
Không biết đâu. Khỏe không? Sao lại cho? Đâu về mày? Đi đó, phải ăn bố đó về bê. Đấy. Bắt đầu làm quay nhá.
Thank you.
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 Thank you.